điều đặc biệt, rất là đẹp. Và những chiếc này sẽ rất là rẻ, rẻ vô cùng luôn. Nó sẽ rẻ hơn những chiếc Galaxy Note 8 của Mỹ những 1 triệu đồng. Và rẻ hơn những chiếc Galaxy Note 8 của Hàn Quốc đến 1 triệu 2 cơ. Đó, chỉ loanh quanh 5 triệu thôi là chúng ta có thể sở hữu được những chiếc Galaxy Note 8, những siêu phẩm của Samsung. Galaxy Note 8 này, đây cũng là Galaxy Note 8 và đây cũng là Galaxy Note 8 đó. Nhà mình có nhìn thấy những chiếc Galaxy Note 8 này có sự khác biệt không? Có rất nhiều sự khác biệt đấy. Thì mình đã từng làm rất là nhiều Galaxy Note 8 cho các bạn xem nhé. Có Galaxy Note 8 của Mỹ này, có Galaxy Note 8 của Hàn Quốc này, và ngày hôm nay mình sẽ bỏ hai chiếc Mỹ này, Hàn Quốc này sang một bên đó. Đây là những chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản và đây là lần đầu tiên trên kênh MSM mình về những chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản như thế này nhé. Đó, niềm mơ ước của rất là nhiều người đúng không? Ngày hôm nay thì lại trở lại clip này, mình sẽ nói cái được và mất của những chiếc Galaxy Note 8 Nhật Bản này và sẽ hướng dẫn các bạn chọn được những chiếc Galaxy Note 8 của Nhật vừa ngon, vừa rẻ, vừa chất và chuẩn nhất, xịn nhất nha các bạn. Chú ý xem, mình sẽ nói rất nhanh cho các bạn thôi. Đấy nhá. Thì ngày hôm nay thì mình về lô đầu tiên, rất nhiều máy, rất nhiều luôn, nhưng chỉ có màu vàng và màu đen thôi. Thực tế là nói ấy, thì nó cũng sẽ có màu xanh như này và cũng sẽ có màu tím như này. Đó. Điều đặc biệt nhất là chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt nhất ở trên những chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản nhé. Thì có một cái điều mà thực sự là bây giờ mình cũng không rõ đâu, mà mình chỉ dựa theo kinh nghiệm của mình thôi. Có lẽ là người Nhật hay là có lẽ là những hãng phát hành điện thoại ở Nhật, người ta không hề ưa Samsung một chút nào cả, hay là nói thẳng là không hề ưa những sản phẩm của Hàn Quốc một chút nào cả. Chính vì thế mà những chiếc Galaxy Note 8 của Nhật sẽ hoàn toàn không có một bất cứ một ký tự Samsung nào được in ở trên máy nhé. Đấy nhá, mình sẽ lấy thử cho các bạn xem. Trên cùng, nếu là chữ Samsung thì nó sẽ thay bằng Galaxy, chỉ có là Galaxy thôi. Đây, lúc khởi động lên nó cũng sẽ không có Samsung và cũng chỉ là Galaxy nhá. Không như những chiếc điện thoại của Hàn Quốc này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Chỉ là Galaxy thôi. Đây, Hàn Quốc này. Là sẽ thấy Samsung. Hay là của Mỹ là cũng sẽ thấy Samsung. Đó. Nhưng Nhật Bản chỉ là Galaxy thôi. Điều đó là cái điều dễ phân biệt nhất những chiếc máy Nhật Bản này. Tất nhiên rồi, những chiếc máy Nhật Bản này là hoàn toàn là những chiếc máy với mức giá rẻ nhất hiện tại. Thế nên là chả tội gì mà người ta bán hàng Hàn Quốc hay hàng Mỹ mà người ta nói là của Nhật cả để mà phân biệt. Nhưng ý mình nói ở đây, để chúng ta tránh được những chiếc máy Galaxy Note 8 của Nhật giá rẻ ok, nhưng không bị thay lưng. Bởi vì một điều, nếu để mua được những chiếc lưng có in Galaxy như thế này ấy, vô cùng khó luôn. Trên cùng là Galaxy, ở dưới nó sẽ là biểu tượng của NFC. Tiếp theo, nó là một cái biểu tượng gì đó của viễn thông Nhật Bản. Cái này thì mình không biết. Dưới cùng sẽ là logo của nhà mạng. Đây là những phiên bản của nhà mạng KIDI hay còn gọi là AU các bạn nhé. Sẽ có 3 nhà mạng giống như ở Việt Nam chúng ta, 3 nhà mạng chính ấy. Gồm có SoftBank này, có Docomo này và đây là KIDI. Những sản phẩm này đều được in AU ở dưới. Và tất nhiên rồi, hoàn toàn đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Vâng, 5 triệu, tầm 5 triệu, loanh quanh 5 triệu. Thì làm sao mua được những chiếc máy đẹp như thế này? Hoàn toàn là những chiếc máy đến từ thị trường Nhật Bản, được Samsung sản xuất. Và chút nữa mình sẽ cài thử xem nó là Samsung của sản xuất tại Việt Nam hay là sản xuất tại Hàn Quốc hay là sản xuất tại Trung Quốc nha. Đấy, ba cái nhà máy cơ bản Samsung là như vậy. Đầu tiên thì tất nhiên rồi, chúng ta vẫn là xem về vỏ. Những chiếc máy Galaxy Note 8 của Nhật Bản, mình nói lại là vẫn có những cái màu sắc giống như những chiếc Galaxy Note 8 đến từ thị trường quốc tế, đến từ thị trường Hàn Quốc hay đến từ thị trường Mỹ. Nhưng đặc biệt không bao giờ in chữ Samsung ở trên máy mà lưng. Mình nói lại nhá, không bao giờ in nhá. Không như Mỹ là sẽ có Samsung, bên dưới là Galaxy Note 8. Không như Hàn Quốc hay quốc tế, trên là chỉ Samsung và chỉ duy nhất Galaxy và Galaxy thôi nhá. Đây. Đó. Những sản phẩm này có một cái điều đặc biệt là sử dụng CPU là Snapdragon, cũng không phải là CPU của Samsung luôn mà là một CPU của Qualcomm, một CPU đến từ Mỹ nhá. Hoàn toàn chức năng mọi thứ đều y như của Hàn Quốc thôi, y của quốc tế hay là hoàn toàn là giống của Mỹ nhiều, bởi vì là CPU là giống mà. Đó là sau khi là để ý những ký tự ở trên phần lưng, bây giờ chúng ta sẽ nhìn kỹ xuống khu vực bên dưới, xuống những khu vực bên dưới này. Đấy,
Trên những clip hướng dẫn dùng test Galaxy Note 8 khác thì mình đã nói kỹ cho các bạn rồi. Bao giờ 100% những chiếc Galaxy, những chiếc Samsung xuất ra bởi Samsung đến tất cả các nước đều được in email ở sau lưng này. Đó, tại thì hiện tại cả Note 10 hay Note 10 Plus, cả S20 hay S20 Ultra nó sẽ đều như này các bạn nhé, các bạn để ý nhé, bao giờ cũng sẽ in email sau lưng. Những chiếc máy của quốc tế hay là của Mỹ nó sẽ in rất nhiều thứ. Đây. Đó. Nhưng mà những chiếc của Nhật Bản hay là của Hàn Quốc nó chỉ duy nhất thể hiện cái tên model ở bên trên. Những chiếc của Âu sẽ là SCV37 và bên dưới nó sẽ là số email. Của Docomo sẽ có tên model khác và của SoftBank sẽ có tên model khác nhá. Ở đây là mình chỉ có KDDI rồi, có Âu thôi. Thế nên các bạn chú ý này, nó sẽ có một cái dãy số email ở dưới này và dãy số email này sẽ trùng trong máy nhá. Chút nữa bật máy là chúng ta kiểm tra luôn. Đó, đó là cái màu vàng thì nó khó nhìn được một chút nha các bạn. Có thể thấy là cái màu đen rất là dễ nhìn này. Đó, là số email ở đây. Đó là đơn giản là nhìn cái mặt lưng này. Nhìn kỹ tiếp đến cái phần camera ở trên này. Bao giờ cũng sẽ là màu đen. Không như những chiếc Galaxy Note 9 là sẽ có màu trùng với máy. Bao giờ cũng sẽ là màu đen cả cụm luôn và camera bên trong rất là đen luôn. Nhìn rất là đen luôn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Phía bên này nó sẽ là cảm biến và chúng ta sẽ nhìn thấy linh kiện cảm biến ở bên dưới. Bên này sẽ là nút vân tay. Tất cả những cái này nó liền gần như là một khối luôn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Tránh xước sát này, tránh bên trong có bụi này. Cái điều đó là điều hiển nhiên khi chúng ta nhìn vào những chiếc từ sau này. Và cùng chú ý đến cái viền này, nó sẽ gồ lên một chút và cái kính nó sẽ lõm xuống nha. Đó, điều chắc chắn hàng zin phải như vậy. Trên màn lưng thì tiếp theo cũng sẽ soi kỹ những cái mép này. Đi xe máy mà tội gì không soi. Đó, kỹ cái mép này này, khít này, không có keo lòi ra này, và bóp nó không bị bờ bùng nha. Đó, rất là khít. Xoay thật kỹ khu vực dưới này cho nó có bị xước không, bởi vì mấy ông thợ nhà mình hay cạy cạy dưới này lắm. Đó, hay cạy dưới này lắm. Đó, thế là xoay thật kỹ không bị xước là ok nhá. Chắc chắn là lắp lưng ao này hoặc là lắp lưng Galaxy này sẽ không có để thay thế đâu, nên cứ xoay được như thế là đã chuẩn rồi đấy. Còn lại tí nữa sẽ xem bóc xuất như nào, đúng không? Tiếp nó là đến kia biển. Tất nhiên rồi, bỏ ra 5 triệu, loanh quanh 5 triệu. Mua tại msm.vn, đẹp long lanh. Chả tội gì ở đi mua ở nơi khác mà lại xấu cả, đúng không các bạn? Đấy, thế nên cho là chúng ta sẽ soi thật là kỹ chỗ này nữa. Nó đẹp này, không có cấn móp này. Chứ còn dưới 4 triệu thì mình không biết đâu nhá. Dưới 5 triệu mình không biết nhá. Mình bán ở trên 5 triệu nó sẽ đẹp như này này. Soi thật kỹ này. Tất cả những cái mép này, điều đặc biệt chú ý đó là khu vực anten ở đây có hai phần nhựa này, phía trên này cũng vậy này. Đặc biệt chú ý nhá, nó sẽ liền một khối luôn. Đây này, đơn giản lắm, vuốt cái tay vào đây. Không bị cộm này, vuốt cái tay này. Không bị cộm này. Sẽ có những cái viền màu ở trên chân cắm tai nghe này, sẽ có viền màu ở chân sạc này, chân sạc nhìn cũ cũ một tí cũng không sao. Nhưng quan trọng nhất là cái màu này và cái màu anten sẽ là trùng nhau, bởi vì là đây là hai khối nhựa trùng nhau nhá. Chú ý vậy, khác màu nhau là chết dở đây, hay là những cái phần này mà bị cái ánh này nó che đi là bị phu sơ lại rồi. Đó, rất là nguy hiểm. Phần cái bút này nhựa chỗ này nó sẽ có màu giống cái viền luôn. Đấy, nó sẽ có trùng màu bên viền luôn. Và tất cả những khe loa này nó sẽ rất là đều, nó sẽ rất là đều nhá, những khe của mic này rất đều luôn. Bên trên này cũng vậy này, rất đều, là kể cả cái chọc sim cũng đều luôn. Và cái màu của khe sim nó giống cái khe sim, không quan trọng bởi vì có thể bắt khe sim là một khe sim khác. Đó, nhưng cứ xoay nó thấy là ok rồi. Đó, tiếp tục sẽ là những cái phím bấm phải chắc chắn nhá. Những phím bấm ở đây phải thật chắc chắn này. Đó, long lanh nó gần như không có đâu, bởi vì là những chiếc Samsung Galaxy Note 8 nó được gia công rất là tốt luôn, đặc biệt là những sản phẩm của Nhật Bản được gia công cực kỳ là tốt luôn. Mình đã từng nói đấy, những sản phẩm đến từ sản xuất tại Samsung nhưng xuất ra thị trường Nhật Bản này, xuất ra thị trường Mỹ này, xuất ra thị trường Hàn Quốc này sẽ rất là cao cấp luôn, sẽ rất là chắc chắn luôn, bởi vì nó là cái hàng đẳng loại 1, loại gần như là loại A đấy. Có một cái bạn mà mình đã nói là có một cái bạn ở nhà máy Samsung bạn bật mí mình như vậy, còn sang ở hàng ở Việt Nam ấy thì chỉ là loại B loại C thôi. Đó, thế nên là rất là chắc chắn nha. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ soi lên cái màn hình, bởi vì những chiếc Galaxy Note 8 nói riêng hay là những chiếc Samsung ấy thì có những chiếc màn hình nó sẽ rất là đắt luôn. Thế nên là chúng ta phải soi thật kỹ nhá. Đấy nhá, chúng ta sẽ lau thật kỹ này. Màn hình xước một chút không sao, bởi vì là dù sao cũng chỉ là máy cũ thôi mà, nó không phải máy mới. Chỉ sợ nhất là ép kính thôi. Đấy, lau thật kỹ này. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ rất là đen. Nó sẽ rất là đen luôn. Đó.
cái viền nó sẽ rất là mỏng nha. Hàng fake, hàng Samsung Galaxy fake, viền nó sẽ rất là dày và màn hình nó sẽ rất là trắng, bởi vì nó sử dụng tấm nền LCD cực kỳ rẻ tiền luôn, TFT đấy. Thì đằng sau nó sẽ là màu trắng trắng và nó sẽ không đen được như này. Một cái điều dễ dàng mà đây là cái kinh nghiệm từ ngày xưa, những chiếc màn hình này nó sẽ không hề bám nước nhé, nó sẽ không hề bám nước. Thế nên là cứ dùng nước này, đó, các bạn có nhìn thấy không? Nó sẽ co vào này, thế này, nó sẽ không hề bám nước đâu. Đó, nó sẽ co vào này. Đấy, chắc chắn một điều là những cái màn hình xịn là bao giờ nó sẽ thế. Sợ nhất là trường hợp các kính, sợ nhất là trường hợp thay cái màn hình rẻ tiền, đúng không? Nhưng thực ra Samsung cũng không đáng lo lắm, bởi vì Samsung không hề có màn hình rẻ tiền đâu. Đó, soi thật kỹ những khu vực như này, bởi vì những chiếc màn hình của Samsung Galaxy Note 8 nó sẽ không in bất cứ một ký tự nào nhé. Nó sẽ không ghi bất cứ một ký tự nào trên màn hình cả. Thế nên chúng ta soi thật kỹ vào cái mép này, mép trên, mép dưới, nó sẽ không có in một cái gì cả. Và bên dưới này, nó sẽ không có một khe cảm biến hay là một cái gì cả, nó sẽ đen một khối luôn. Đó, các bạn nhìn nhá, khu trên này thì bao giờ nó cũng sẽ có một cảm biến bóng mát này, có một cảm biến ánh sáng này, có một cái đèn báo này, bên này thì có camera và một cái cảm biến nữa. Đó, bên trên bao giờ cũng vậy nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lỗ tròn, ở giữa nó sẽ là loa trong. Đó, loa trong này. Đó, các bạn nhìn thấy này, nó sẽ có một màng loa, nó sẽ nhô nhô lên một chút, nhưng không bao giờ nhô cao hơn màn hình nhá. Nó sẽ gần như không bao giờ nhô cao hơn màn hình luôn. Đó, thế nên khi các bạn nhìn này, nó sẽ có màng loa rất là đều, bụi bụi, bẩn bẩn, tí không sao, nhưng quan trọng nhất nó phải có, và lỗ nó sẽ phải đều và sẽ không bao giờ nhô cao hơn màn hình. Đấy, mình lưu ý cho các bạn một điều như thế. Chỉ có nhô cao là như nào? Các vị ép kính, các vị thay loa trong, ấn lên cao quá nó sẽ nhô cao hơn màn hình. Đó là như vậy. Xoay kỹ một lần nữa, ở bên trong camera không có bụi. Phải không có bụi nha. Có bụi thôi, có bụi chắc chắn là một điều tháo rồi và dính bụi thôi. Bởi vì những chiếc máy này, những chiếc máy chống nước mà, không thể hỏi cho bụi vào được. Trừ trường hợp là các vị tháo cái sim ra và vất ở ngoài môi trường rất là bụi, bụi như kiểu là ở Bắc Kinh ấy, hay bụi như ở kiểu là Thẩm Quyến ấy, thì nó sẽ bị bụi bên trong thôi, chứ còn bình thường sẽ không có đâu. Tiếp nữa là nhìn thật kỹ những cái mép này xem có một cái gì đó màu khác ở bên trong hay không, kiểu như là bắt ốc nhầm là chừng máy chèn mất cái sơn màu đen này chẳng hạn. Đấy, thì sẽ lộ ra một cái màu khác ở bên trong. Soi thật kỹ tiếp xem nó có bị nứt hay vỡ gì hay không. Ốn, sờ bên cạnh, vuốt hai mép, vuốt trên vuốt dưới đều, không bị gồ ghề, không bị cợn sóng, không bị gì cả. Nhìn thật kỹ, không có một vết keo nào luôn, rất là khít. Đó, xem hình thức bên ngoài chỉ như thế thôi nhá, rẻ tiền, có hơn 5 triệu thôi, nhưng cũng phải xem, bởi vì mà bán ngon như vậy mà, đi mua ở ngoài cũng bằng tiền mà lại lởm đi cho phí đấy, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ mở nguồn lên và xem luôn ở bên trong. Đầu tiên, màn hình sẽ hiển thị lên chưa chạy ROM, gốc của Nhật Bản, bao giờ cũng sẽ rất là nhiều ứng dụng của Nhật. Những sản phẩm của nhà mạng KD hay là AU ấy sẽ có rất là nhiều ứng dụng này của AU. Đó, các bạn nhìn thấy không, rất là nhiều ứng dụng của AU, điển hình là màu da cam. Thực ra là những chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản này chủ yếu là AU về đến Việt Nam thôi, bởi vì ở bên đấy AU nó rẻ. Đó, rất nhiều này, những cái này thì yên tâm là có thể xóa được nhá. Đây, có thể xóa được này, hoàn toàn xóa được bình thường. Thế nên các bạn yên tâm, tiếng Việt có sẵn rồi, người Nhật Bản, Samsung Nhật Bản vẫn có tiếng Việt rồi, nên không có lo gì cả. Đó, vào luôn phần cơ bản điện, ấn sao thăng không sao thăng. Đấy, để làm gì nhỉ? Để vào test những chức năng xung quanh, test màn hình, test các thứ, nhưng quan trọng nhất là test sensor thôi, test áp suất đấy. Ấn vào đây nhá, lại giữ tay vào màn hình, nhìn kỹ cái phần này này. Đây, nhìn kỹ nha, các bạn nhìn thấy không, 1016 nhá. Ấn mạnh vào màn hình này. Đấy, nhảy lên 8 chưa, nhảy 7 chưa. Đó, là áp suất nó còn nguyên. Áp suất còn nguyên là sao? 80% là khẳng định chưa bị tháo. Này nhá, ở Việt Nam có những ông thợ cao tay ấy, hay là ông hàng xóa cho mình nó cao tay là ông vẫn dán được áp suất như bình thường. Thế nên là chỉ khẳng định như vậy thôi, cứ vào xem cho chắc. Đó, màn hình của Galaxy Note 8 rất đắt, nhìn kỹ xung quanh là xem nó có bị bóng không, ví dụ như là mờ mờ cái số ở đây hay mờ mờ của sóng ở trên này thì màn hình đã bị ám rồi, hay là có một cái vết màu tím tím ở góc này thì cẩn thận, những màn hình đấy nó sẽ bị lan đấy nhá. Thế nên là chọn những cái màn hình rất là trắng nhá, nhìn nó ấy. Đó, xem qua như vậy là ok, có áp suất này của các thứ là khẳng định tiếp một phần đấy. Tiếp nữa là ấn sao thăng 06 thăng này. Để làm gì nhỉ? Để xem email 48620. Lần đằng sau lưng này, nhìn lại khu vực này, có 48620 không? Có đầy đủ 15 ký tự, 15 số như thế hay không? Chuẩn là ok nhá, chuẩn là không còn gì phải suy nghĩ rồi, khẳng định rồi. Bây giờ là chốt tất cả chức năng camera các thứ.
và sẽ cùng kiểm tra lại một lần cuối ở khu vực cài đặt này. SCV37 được chưa? Đằng sau giống này có dãy số eBay đằng sau giống này là ok đó. Đơn giản thôi, chỉ mất vài phút là chúng ta có thể chọn được những chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản chuẩn, rẻ, ngon như vậy. Và bây giờ mình sẽ nói Galaxy Note 8 của Nhật Bản sẽ hạn chế gì so với Galaxy Note 8 của Mỹ, của Hàn Quốc và của quốc tế nha. Việc đầu tiên là chúng ta có thể nhận thấy chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản rất nhiều ứng dụng Nhật. Ok, có thể xóa được, có thể xóa ai được. Việc thứ hai là nó không có ứng dụng tin nhắn SNS mà chỉ có ứng dụng tin nhắn gốc SNS của nhà mạng Auto thôi. Ứng dụng này thì sẽ không quen với những cái bạn đang dùng Samsung. Nhưng không sao cả, chúng ta có thể cài Messenger của Facebook và dùng chung cái Messenger của Facebook cũng được. Ứng dụng này sẽ chỉ nhắn được ký tự 160 thôi, có dấu sẽ chỉ là 70 thôi, không nhắn hơn được, hơn sẽ không nhắn đi được. Đó là cái nhược điểm, cái hạn chế ở tại Việt Nam khi chúng ta dùng. Và cái tiếp theo, những sản phẩm này hoàn toàn giống sản phẩm của Mỹ, chúng ta sẽ không dùng 2 SIM. Chắc chắn chúng ta sẽ không dùng 2 SIM nha. Và cùng xem qua sản xuất đâu. Chúng ta rất vui mừng khi nhận thấy đây được sản xuất tại Việt Nam. Đây là những chiếc Samsung Galaxy Note 8 của nhà mạng KDDI và được sản xuất tại Việt Nam. Chúng ta cài phần mềm phone vào, chúng ta sẽ nhìn thấy màu sắc, sẽ nhìn thấy ngày sản xuất, sẽ nhìn thấy nơi sản xuất. Mã KDDI là của Nhật Bản nhá, quốc gia GB này. Đó. Đó. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là phiên bản Android là 9. Và bên này sẽ có dung lượng của nhân RAM là 6GB. Bộ trong là 64GB, màn hình 63 inch, hoàn toàn thông số như vậy. Camera giống những chiếc camera của Mỹ là Sony, ống camera của Sony nhá. Đó, pin là 3300. Tất cả các thứ đều giống như vậy. Boot stylus cũng giống luôn. Đó, S Pen, mình xin lỗi, Boot S Pen giống luôn. Đó, dùng như bình thường, không khác một tí nào. Không có gì hạn chế so với những bản quốc tế hay là Hàn Quốc cả. Chúng ta dùng hoàn toàn bình thường. Đó. Đây, sản phẩm này nhá là sở hữu CPU Snapdragon 835. Chơi game thì khó suy nghĩ luôn. Những sản phẩm của Việt Nam này, những sản phẩm của Hàn Quốc này, những sản phẩm quốc tế trừ Mỹ này, chơi không lại đâu. Snapdragon mà chơi game vô cùng ngon luôn. Chiếc đồ họa là Adreno 540. Sản phẩm này thì anh em mua về chơi game này, sản phẩm này anh em mua về để trải nghiệm màn hình đẹp, trải nghiệm bút S Pen. Và tất nhiên rồi, Samsung Galaxy 8 vẫn là những sản phẩm cao cấp. Anh em nghe thấy không? Nhược điểm chỉ có không dùng 2 SIM này, nhược điểm không ứng dụng SMS này, nhược điểm nhiều ứng dụng của Nhật Bản này. Chỉ có vậy thôi, hoàn toàn dùng bình thường. Và nếu cầm trên tay, không những Samsung, mọi người lại cứ tưởng sản phẩm này không phải của Samsung. Mỗi thế rồi, nhưng lại rẻ hơn những hơn 1 triệu. Cấu hình lại ngon hơn của Hàn Quốc, chơi game lại ngon hơn của Việt Nam. Đó là những ưu điểm của những chiếc máy của Nhật Bản này là anh em có thể sở hữu, chọn được. Những sản phẩm này thì hiện tại bên mình đang bán đến mức giá chỉ loanh quanh 5 triệu thôi. Để cập nhật chi tiết ấy, thì các bạn có vào đường link phần mình để ở phần phía dưới mô tả nhé, hay là vào thẳng website mà.vn trải nghiệm sản phẩm này thì qua 170 lượt trai thôi, đơn giản như vậy. Có những thắc mắc gì thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời. Thấy clip này hay thì chia sẻ cho mình cùng xem, cho mình một like ủng hộ mình nhá, subscribe kênh YouTube của mình để mình sớm đưa ra những sản phẩm ok nhất cho các bạn biết, những sản phẩm giá rẻ ngon nhất và hướng dẫn các bạn cách chọn được những sản phẩm ngon nhất. Nếu các bạn ở xa ngại mua thì các bạn có thể liên hệ mình để mình ship COD. Những sản phẩm này là mình ship COD trên toàn quốc khi nhận được hàng, kiểm tra ok các bạn phải thanh toán bảo hành 1-1 ít nhất 45 ngày cho các bạn. Lỗi mình sẽ đổi cho khác nha. Tất nhiên rồi, cửa hàng mình rất là uy tín nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Cảm ơn các bạn xem clip nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.